Thưa quý vị và các bạn, thật khó hình dung nếu bạn bật TV lên và xem một trận đấu đang phát trực tiếp mà thiếu đi sự dẫn dắt của bình luận viên, bởi sẽ chẳng ai hiểu mình đang xem nội dung gì, diễn biến của trận đấu như thế nào. Chính vì thế mà ngày bình luận viên thể thao ra đời để phục vụ khán giả. Tuy nhiên với Gốp thì bình luận giải đấu khi phát sóng là một điều khá mới mẻ và thực sự là khó, bởi ngày này mới chỉ xuất hiện được vài năm trở lại đây khi mà người hâm mộ Gốp Việt Nam có cơ hội theo dõi các trận đấu Gốp lớn nhỏ khác nhau. Ngày bình luận viên Gốp ở Việt Nam phần lớn vẫn còn mang tính nghiệp dư, bởi có nhiều bình luận viên là những Gopher có đam mê với Gốp làm bình luận, chứ không hề được đào tạo bài bản. Số bình luận viên Gốp chuyên nghiệp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong chương trình Chuyện Gốp ngày hôm nay, Huyền Trang xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai bình luận viên Gốp là anh Nguyễn Hoàng Minh và anh Tạ Anh Chiến để cùng trò chuyện về ngày này. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào quý vị khán giả. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự mà phóng viên của Gốp News cùng thực hiện sau đây. Tổ chức vòng loại 3 ngày liên tiếp để tìm ra ballroom của sân golf Long Biên Hà Nội nhanh chóng được biến thành phòng làm việc của bình luận viên giải vô địch các câu lạc bộ golf Hà Nội 2009. Ngồi trong căn phòng này, một mình từ 12 giờ trưa đến 6 giờ tối, một bình luận viên như anh Tạ Anh Chiến cần khá nhiều công cụ hỗ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Một tập danh sách khá dày, có đầy đủ, chi tiết và chính xác về các golfer tham gia giải. Hệ thống máy tính kết nối Internet tốc độ cao. Không thể kể đến khá nhiều cà phê và nước tăng lực. Từ con người làm chuyên nghiệp cho nên là về chất lượng thì nó cũng chỉ vừa phải thôi, mang tính chất yêu thích và làm bằng khả năng của mình. Và theo tôi hiểu thì cũng không có nhiều người tham gia cái việc này. Thứ nhất nó cũng rất tốn kém thời gian, mất thời gian và cũng rất mệt mỏi chứ không phải không. Và hai là các giải golf ở Việt Nam chủ yếu là các giải VIP golf nghiệp dư phong trào. Thông tin của các giải đấu nó cũng ít, không có nhiều thứ để bình luận. Ngồi chủ yếu là cũng bằng cái hiểu biết của mình và bằng sự yêu thích của mình. Có gì nói vậy thôi. Nếu giải đấu có từ 2 bình luận viên trở lên thì áp lực và sự mệt mỏi của một bình luận viên sẽ được san sẻ. Chất lượng và không khí của phần bình luận cũng chắc chắn sẽ được nâng lên bởi mỗi người sẽ có một cách bình luận, kiến thức và trải nghiệm khác nhau về mỗi giải golf. Cùng quay trở lại với green của hố golf số 9B, một hố golf par 4 có khoảng cách là 424 yard. Rõ ràng với khoảng cách như thế này, đây là một hố par 4 khá khó về chiều dài. Ở hôn 3-4 này thì sau rồi cú phát bóng một fairway cũng không phải là quá rộng và phía bên trái là một bẫy nước. Tuy nhiên, không phải lúc nào các bình luận viên cũng được bố trí một ballroom đẹp như thế này. Phòng bình luận của họ có thể ở bất cứ đâu, trong bất kỳ điều kiện thời tiết như thế nào, miễn là chỉ cần được kết nối và đưa các diễn biến trực tiếp trên sân đến với khán giả. Tôi không dám so sánh giữa các giải, nhưng bình luận viên của mùa giải năm nay tạo ra những cái cách nói cũng như cái trình độ chuyên môn của bình luận viên thu hút mà người xem là không bị nhàm. Cái này rất khó đấy, nhưng mà đặc biệt với golf, bình luận viên vô cùng quan trọng, tôi thấy rất hài lòng. Tất nhiên môn golf nó mới ở Việt Nam mà, thì tất cả đều mới thì cái gì nó cũng phải cần cái sự tiến bộ hơn, bởi vì là golfer cũng mới, các sân cũng đang ít và thì bình luận viên cũng ít thì cũng phải cần phải trau dồi hơn, nó sẽ đi lên từng ngày, không lo. Bình luận viên là người kết nối trận đấu với khán giả. Chắc chắn, chất lượng các bình luận viên golf tại Việt Nam sẽ đi lên từng ngày cùng với sự phát triển của golf tại Việt Nam. We'll be right back.
Daikin Coanda mới với công nghệ Hybrid Cooling điều tiết đồng thời độ ẩm và nhiệt độ đến mức lý tưởng, cùng công nghệ Premium Inverter tiết kiệm năng lượng lên đến 66%. Chọn Daikin, chọn nhà vô địch. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là nghề bình luận viên rất là quan trọng đối với một trận đấu gốc và có thể nói nó là linh hồn của cả trận đấu. Các anh thì đã có khá nhiều kinh nghiệm trong việc bình luận các giải đấu rồi thì có thể chia sẻ xem là cảm nhận của mình khi thực hiện cái việc bình luận viên của các trận đấu như thế nào? Đối với tôi ấy, thì tôi cũng đã được trải qua khá nhiều các cái giải đấu lớn nhỏ trong nghề bình luận. Tôi đã bình luận các giải đấu quốc tế cũng rất nhiều, những giải đấu gôn ở trong nước, từ những giải gôn chuyên nghiệp đến những giải gôn nghiệp dư, những giải gôn phong trào lớn thì tôi cũng đã từng kinh qua rồi. Và mỗi một giải đấu ấy, thì nó đều mang đến những cái cảm nhận khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây chúng ta cũng phải rất rõ với nhau là với những giải gôn phong trào thì chúng ta sẽ có những cái cách bình luận làm sao mà hướng đến cái sự phát triển của phong trào nhiều hơn. Còn với những giải gôn mà chuyên nghiệp hay có tính chuyên môn cao ấy, thì chúng ta lại phải hướng đến cái gì là khía cạnh về mặt chuyên môn nhiều hơn. Thế còn anh Chiến ạ, kinh nghiệm. Vâng, tôi thì chưa có dịp bình luận nhiều như anh Minh. Thực ra là tôi là người chơi gôn, nên là mỗi một trận đấu và mỗi buổi bình luận ấy, rất là vui. Ngồi suốt 4-5 tiếng nhưng không biết mệt mỏi vì mình cũng cảm giác như mình đang được chơi ở trên sân. Hai là với một cái giải gốc phong trào ấy, thì thực ra nó là cái thông tin giải đấu nó không có nhiều. Về các vận động viên thì thực ra là cũng là toàn những người mới chơi thôi. Thế ra để tìm hiểu được về các vận động viên cũng rất là kỳ công và cũng rất là thú vị. Thậm chí còn phải gọi điện cho các câu lạc bộ hỏi xem người đó có thành tích gì hay không. Và cũng là một trong những cái lúc mà khi mà bình luận ấy, là mình cũng dùng cái khả năng và cái sự feeling của mình để mình bình luận. Được biết anh Chiến đến với nghề bình luận viên golf ban đầu chỉ là nhờ đam mê chơi golf thôi. Anh có thể chia sẻ xem anh đã bắt đầu như thế nào và gặp những khó khăn gì khi trở thành một bình luận viên ạ? Xuất phát từ cũng thích, yêu thích. Sau khi được gợi ý thì mình cũng có tham gia. Lúc đầu thì cũng cảm thấy rất là bối rối vì cũng chưa nói một cái chương trình nào dài đến 4-5 tiếng. Và mình cũng không phải là người nghề như thế này cho nên thành ra là cũng có rất nhiều cái bỡ ngỡ và khó khăn. Chẳng hạn như là trong những lúc mà cái tốc độ trận đấu nó nhanh quá hoặc là cái điều kiện các cái máy quay nó theo không kịp thì nhiều khi mình cũng rất là áp lực là cái thông tin mình đưa ra thì nó không kịp thời hoặc cũng nhiều lúc là đưa ra với độ chính xác là nó không đúng lại phải đính chính lại. Và đặc biệt cũng có thể nói có thể là trong một khoảng cách nào đó áp lực thì cái phát âm cũng như mọi cái thuật ngữ là dùng có thể cũng bị mắc lỗi, thì mong là các khán giả cũng sẽ phải thông cảm cho cái tình trạng nghiệp dư đấy của mình. Còn em Minh là một người trở thành bình luận viên từ một người làm công tác phóng viên thể thao thì chắc hẳn anh đã được đào tạo một cách rất là bài bản. Anh có thể chia sẻ kỹ hơn xem. Thực ra thì tôi cũng làm phóng viên thể thao cho đến thời điểm này cũng đã được đến 17 năm rồi. Và với công việc bình luận thì tôi cũng được bắt đầu từ năm 2005. Thì chương trình giải gôn đầu tiên mà tôi bình luận đó là giải Johnny Walker Classic ở Thái Lan. Thì đó cũng là lần đầu tiên mà tôi ngồi bình luận mà có thời gian dài như vậy là 4 tiếng đồng hồ. Bởi vì thực ra trước đó ấy, thì khi mà anh em được đào tạo về bình luận ấy, thì cũng chỉ với những cái bước cơ bản đầu tiên đó là bình luận những cái highlight của trận bóng đá với thời lượng là 7 phút, 10 phút và sau đó nâng dần lên là 20-30 phút và đến bình luận một trận đấu bóng đá thì cũng chỉ là 1 tiếng rưỡi và có quãng nghỉ là sau mỗi hiệp đấu. Nhưng mà tất cả các môn họ đều có hiệp, đều có quãng thời gian nghỉ để mà bình luận viên có thể tiếp tục lấy thêm thông tin và có thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng đối với môn golf này thì nó lại khác hoàn toàn. Cái giải đấu mà tôi bình luận lâu nhất đấy là giải Ryder Cup vào năm 2014 là ngồi đúng 12 tiếng đồng hồ từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm để bình luận Ryder Cup. Thì 3 ngày liên tiếp như vậy thì đối với tôi ấy, đến lúc thời điểm đấy thì tôi luôn luôn cảm thấy hào hứng. Bởi vì sao? Bởi vì bản thân các golfer ở trên sân người ta cũng đã đem lại cho mình một cái cảm xúc, những cái cảm xúc nhất định trong từng đường gôn, trong từng trận đấu một. Điều mà tôi cũng muốn nói đến đó là các giải gôn trong nước. Giải gôn trong nước thì chúng ta thường rất ít những thông tin, giống như anh Chiến anh vừa nói lúc nãy. Các golfer thông tin về các golfer, thông tin về giải đấu nó chưa có được một sự hệ thống, thì đó cũng là một trong những cái khó khăn dành cho các bình luận viên golf trong nước. Nhưng ở đây ấy, thì tôi lại phải nói luôn là làm giải golf phong trào có cái vui mà. Có cái vui riêng đúng không anh Triển? Đúng vậy. Có những cái vui riêng bởi vì sao? Bởi vì những giải golf phong trào thì thường chúng ta làm trực tiếp ở trên Facebook
ở trên YouTube. Đấy, và cái việc mà không phải là ở trên môi trường chính thống như truyền hình thì cái cách bình luận của chúng ta nó khác, nó vui vẻ hơn, đúng không? Nó có sự trao đổi, nó vui vẻ hơn và nhiều cái câu từ nó gắn liền với cả đời sống gôn phong trào hơn. Tôi cũng có được theo dõi cái phần bình luận của anh Chiến và anh Minh trong cái giải vô địch các câu lạc bộ gốc vừa qua, thì có thể thấy rằng là rõ ràng cái phần câu từ rất là thú vị và rất là vui vẻ. Tôi được thấy rằng là anh Chiến còn nhắc đến cả Ninja Lead và một số những cái từ rất là hay ho, ví dụ như 500 anh em gì đấy, rất là vui, đúng không? Thực ra mà nói thì quay trở lại với cái chủ đề giải gốc phong trào, thì quả thực là chẳng hạn như giải vô địch các câu lạc bộ Hà Nội vừa rồi thì bản chất là anh em bên ngoài biết nhau, thế và cũng có những người là chơi rất thân là khác, thì khi mà thấy họ xuất hiện trên một cái khuôn hình như thế thì cái cảm giác, cái cảm xúc với lại cái quan hệ của mình với người ta nó tạo ra một cái thú cái khá thú vị, có thể bày tỏ sự hài hước, có thể nói những cái nickname người ta, hoặc là nói những cái đặc tính về công việc hoặc là tính cách nào đó. Và nói chung là trong một cái giải gốc thì nó là phong trào, cái tính giải trí với thể thao nó rất cao, thì có lẽ chúng ta cũng, tôi nghĩ rằng là cũng nên tăng cái tính hài hước nếu có thể. Vừa rồi là anh Chiến có chia sẻ cái khó khăn khi chuẩn bị những cái thông tin, những cái tài liệu trước khi mình thực hiện những cái phần bình luận gốc, đặc biệt là cho những cái giải gốc phong trào. Thế nhưng mà anh Minh thì cũng đã từng tham gia bình luận rất là nhiều những cái giải thế giới rồi, thì anh có thể chia sẻ xem là cái trước khi bắt đầu phần bình luận, các anh đã cần phải chuẩn bị những cái thông tin tài liệu như thế nào để bình luận của mình có thể được suôn sẻ? Thực ra đối với các giải gôn quốc tế thì nó sẽ thuận lợi, nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho bình luận viên. Bởi vì sao? Bởi vì các cái thông tin ở trên mạng Internet thì nó có thể nói là cực kỳ đầy đủ và cực kỳ phong phú về mỗi một giải gôn cũng như là về từng golfer một. Những cái thông tin về lịch sử của họ, những cái giải đấu họ đã tham gia, kết quả của họ ra làm sao, thì cái việc đó nó sẽ, với các giải gôn quốc tế thì bình luận viên cũng sẽ mất thời gian tổng hợp thông tin, nhưng nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với các giải gôn trong nước. Và còn đối với các giải gôn trong nước ấy, thì hầu hết là các bình luận viên sẽ phải tự tìm thông tin và tự, ở đây là tự lưu trữ những cái thông tin để phục vụ cho việc bình luận của mình từ các giải đấu mà họ đã tham gia rồi. Thực ra là cái việc đó nó cũng không phải là dễ dàng gì. Bởi vì như tôi đã từng ngồi bình luận những giải gôn phong trào như giải của FLC Biscom chẳng hạn, thì có tới 1.500 golfer thi đấu. Tôi chưa tham gia bình luận cái giải quốc tế, nhưng tôi nghĩ là nếu như thế nó có những cái độ dễ riêng của nó. Thế nhưng tất nhiên nó có những cái khó riêng, chẳng hạn như là khó là mình phải làm sao phải đem được một cái hàm lượng kiến thức và cái chuyên môn nó cao hơn cho cái giải đấu ấy. Còn quay lại về cái phong trào thì nói chung là chẳng như cá nhân tôi ấy, thì nó cũng không có nhiều tài liệu gì cả. Những cái người anh em, những người chơi golf ấy, thì về cơ bản là mình biết được bao nhiêu thì lúc đó mình cũng có thể thể hiện cái hiểu biết đấy về mọi người. Hay là kiến thức thì nó cũng có vậy thôi, thì cứ đó ngẫu hứng là mình trình diễn thôi. Như anh Minh chia sẻ là phải ngồi từ 12 giờ trưa đến 12 giờ đêm, đúng không? Thì thực sự đó là một cái quãng thời gian quá dài cho một người bình thường. Đặc biệt đây lại là một bình luận viên phải ngồi trong một cái không gian rất là cố định, rất là giới hạn. Thì anh có cái sự chuẩn bị về sức khỏe như nào cho công tác của mình? Thực ra cũng không có chuẩn bị gì nhiều đâu, vì đã là nghiệp dư, đã là amateur thì xác định là nó cũng cứ như thế cả. Hãy để cái gì nó là sự thật, nó là đúng đắn, nó là có vậy thôi, thế làm như vậy. Nhưng mà với tinh thần là nghiêm túc và nói chung là rất trân trọng, thì mình cũng đang nghĩ là nó đơn giản thế. Và chắc chắn là nếu mà còn muốn tham gia hoặc là muốn tiếp nối công việc này thì chắc là cũng phải dần dần, cũng phải có cái kinh nghiệm thêm và điều chỉnh. Ra đối với tôi thì từ trước đến giờ thì tôi cũng không có khái niệm là chuẩn bị sức khỏe để cho một buổi bình luận như thế này như thế kia. Nhưng cái quan trọng nhất ở đây ấy, đấy là cái bình luận gôn, cái thời lượng của nó tương đối dài. Thì một trong những điều cần đấy là có hai bình luận viên ngồi, thì bao giờ cái cuộc bình luận đấy nó cũng sẽ hay hơn, nó trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì cả hai bình luận viên có những cái sự trao đổi với nhau, những sự thông tin, đúng không? Và nói như là có người tung người hứng thì đúng, nó sẽ vui hơn, nó sẽ tạo ra một cái không khí nó cũng vui hơn trong phòng bình luận, thay vì một người nói, đúng không anh Chiến? Rõ ràng hai người chúng ta ngồi nói thì chúng ta có thể là việc này việc kia, về người này người kia, mỗi người có cái thông tin và chúng ta cũng đan xen trong đó là những cái câu chuyện nữa ngoài vấn đề chuyên môn, đúng không? Rõ ràng cái tính tương tác nó khác hoàn toàn. Có lẽ là mình xem một cái giải bình luận trực tiếp bóng đá thì rõ là cái diễn biến ấy nó là nghẹt thở luôn, và liên tục có như thế, và các cái data về các cái cầu thủ cũng rất là nhanh. Như thú thực cái môn golf này, một vận động viên họ phát quả bóng lên thì bẵng đi cả một quá trình dài đấy,
là không có diễn biến gì nữa trên sân cả, đi chán chê được. Thì lúc đấy nó có điền một vài cái thông tin khác vào, thì nếu mà có hai người thì cái tính tương tác nó cao, một người thành lời gần như là đọc truyện thì nó cũng không phải phải, phải dễ dàng gì. Đây cũng chính là lý do mà vòng chung kết giải vô địch thì mặc dù em Min đang là lãnh đạo để thực hiện cái việc live stream trên Facebook mà anh cũng xuất hiện luôn trong cái phòng bình luận của anh Chiến đúng không? Đúng rồi, tôi nhớ là lúc đó anh Minh có vào tham gia cùng với tôi một lúc và nói thật là đúng là cái buổi hôm ấy là rất là vui cái đoạn đấy nhất, bởi vì chính là lúc đó là anh em tương tác nó liên tục và rất nhanh, và thực ra nếu anh Minh còn ở lại lâu nữa thì cái diễn biến đấy nó gần như là thoại liên tiếp được, không vấn đề gì khó khăn cả, vì những cái gì mình biết nó cũng khá nhiều, nhưng mà nhiều lúc nó không dễ gì bật. Trước đây đấy là chúng ta không hề biết một giải đấu nó đang giải phong trào đang diễn ra như thế nào cả, cho nên nhiều khi chúng ta có thể là xin lỗi một chút là coi như là được voi thì nó cũng lại đòi tiền một chút. Bây giờ chúng ta lại có thể ở nhà mà xem được đồng đội hay bạn bè mình thi đấu trên một số hố gốc là cực kỳ quan trọng. Mà tôi thấy là cũng là gốc new cũng phải đầu tư đến mấy chục người mới có thể tổ chức được cái việc như thế. Thế cho nên là cái tính thông tin hiện nay là đang là nhiều hơn là cái tính là yêu cầu nó phải có một cái gì đó thật sự là chuẩn mực. Thực ra thì cũng nhân cái ý của anh Chiến thì cũng nói thêm đấy là việc mà thời gian gần đây trong khoảng 2 năm trở lại đây ấy, cái việc mà tường thuật trực tiếp các giải gôn trong nước nó cũng đã phát triển hơn khá nhiều. Tất nhiên là chúng ta xem nhiều những cái giải gôn quốc tế với cái việc mà đầu tư máy móc thiết bị của họ là họ làm một cách chuyên nghiệp mấy chục năm nay rồi, thì chúng ta cũng không thể nào ngày một ngày hai có thể theo được họ, đúng không? Nhưng mà rõ ràng là vào thời điểm này thì cái việc tường thuật trực tiếp các giải gôn nó cũng đã tốt lên rất nhiều, nó cũng đem đến nhiều thông tin hơn cho những người bình luận và người xem hơn rồi. Nhưng mà tất nhiên là không thể bằng được. Chính vì vậy mà chúng ta cũng mong là những khán giả ở Việt Nam đang xem các giải đấu ở Việt Nam thì họ cũng hiểu và thông cảm cho những người làm công tác là truyền hình trực tiếp live stream. Trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng là hình ảnh của cả anh Minh này, cả anh Chiến nữa, các anh có phải ngồi bình luận ở rất nhiều những cái địa hình khác nhau, lúc thì ở trong xe, lúc thì ở trong một cái góc phòng rất là không được rộng rãi, thì không phải lúc nào cũng ở trong một room như là giải vô địch vừa rồi. Chắc chắn là phải có một cái tình yêu với golf rất là lớn thì các anh mới có thể theo được cái nghề này. Ngoài ra thì còn điều gì nữa để các anh có thể gắn bó hơn được với nghề bình luận không? Tôi cũng phải chia sẻ thật là để gắn bó với nghề này thì cái đầu tiên đấy là chúng ta phải yêu golf đã, thì chúng ta mới có thể gắn bó được. Tôi thì tôi đã được bình luận rất nhiều giải gôn trong nước và cũng đã ngồi ở đủ các vị trí khác nhau, như giải vô địch quốc gia năm 2016 thì tôi với cả anh Trần Tuấn Việt, anh Lê Tuấn Việt ngồi bình luận ở sân FLC Quy Nhơn, thì lúc đấy là ngồi ở giữa rừng thông, hai anh em ngồi giữa rừng thông và trên đầu trong lúc nắng quá thì hai anh em có lấy tạm hai cái ô treo lên cây để che chỗ khu vực bình luận thôi. Và thậm chí là có những cái trường hợp là gì, là rừng phi lao đấy ấy, thì có golfer đánh vào đấy và ông bảo là xin phép hai anh tạm dừng bình luận và lui cái bàn ra cho em đánh được không đấy. Thì những cái tình huống nó thực tế ở ngoài nó rất vui. Hay là cũng một giải đấu của FLC, trong cái thời tiết nó lạnh khoảng tầm 13-14 độ thì chúng tôi cũng phải ngồi ngoài trời rất là gió, tôi và ông Nguyễn Ngọc Chu ấy, thì thậm chí là ngoài 3-4 cái lớp áo phao rồi thì chúng tôi còn phải xin thêm sân là gì, là những cái, là cái khăn tắm ấy đấy, và mỗi người quấn trên mình là đến 3-4 cái khăn nữa, từ trên đầu cho đến tận dưới chân luôn đấy, thì để làm sao để chống chọi cái lạnh. Nhưng mà nó cũng có một cái hay với cái việc mà tường thuật trực tiếp ở ngoài hiện trường đấy, là nó có cái sự giao lưu với các golfer khi mà đến khu vực đó, đến ở đấy, và có rất nhiều các golfer là gì, họ thi đấu xong rồi thì họ đến đấy, họ đứng họ xem và họ bình bán, thì thậm chí là gì, là như tôi nói lúc nãy là lôi họ vào cuộc luôn để tham gia bình luận luôn. Còn những cái cuộc ngồi trong nhà thì đương nhiên về mặt âm thanh nó sẽ tốt hơn rất nhiều, đúng không anh? Nó sẽ chỉn chu hơn về mặt âm thanh, nhưng lại thiếu đi cái sự giao lưu với cả các golfer, thiếu đi sự tương tác. Rõ ràng anh Minh thì anh tham gia với góc độ là người chuyên nghiệp và dù sao cũng đã có những cái kinh nghiệm tham gia không chỉ ở golf mà trước đó là các cái bộ môn thể thao khác. Còn cá nhân mình thì cũng không đặt nặng những cái từ ngữ nó quá là nặng nề như kiểu là cống hiến hay đam mê yêu thích gì. Rõ ràng có mặt ở đấy 5-6 tiếng mà thoải mái như thế thì đúng là cũng là thích rồi. Thế và đã thích thì đến lúc ngồi đó thì làm hết sức mình thôi, chứ cũng không có đặt nặng gì cả. Nghe các anh nói chuyện thì tôi có nhớ được một câu ạ, là nếu mà mình làm cái công việc mình yêu thích thì mỗi ngày đi làm sẽ là một ngày vui, đúng không ạ? Như là mình đi chơi chứ không cảm thấy mệt mỏi, như là người ta phải làm một công việc của mình người ta không cảm thấy thoải mái.
Sau đây Huyền Trang xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip điểm danh những gương mặt vận động viên gốc nổi tiếng trên thế giới. Trên thế giới, nghề bình luận viên golf đã xuất hiện từ lâu và khá phổ biến. Tuy nhiên, để bình luận ai là bình luận viên golf xuất sắc nhất thường rất khó và thường thứ tự xếp hạng của các bình luận viên cũng sẽ là rất chủ quan. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia trên thế giới đã đưa ra 3 tiêu chí để xác định về khả năng, trình độ của một bình luận viên golf. Đó là vai trò, kiến thức và giải trí. Dựa trên các tiêu chí trên thì đã có 5 gương mặt bình luận viên nổi bật nhất trên thế giới. Đứng ở vị trí số 1 là bình luận viên David Behotti. Vai trò, bình luận viên trên sân, kiến thức A, giải trí A+. David Behotti không phải là người được tất cả mọi người ưa thích. Ông rất thông minh, nhưng đôi khi lại khá điên và thái quá khi bình luận. Tuy nhiên, không một bình luận viên nào có một màu sắc đặc biệt và rất riêng như Behotti. Số 2 là Jinas, vai trò MC, kiến thức A+, giải trí A-. Ngoài làm việc về golf, Jinas còn là người dẫn chương trình ở nhiều bộ môn thể thao khác. Giọng nói êm ái của Jinas rất phù hợp để bình luận golf. Nas luôn luôn chắc chắn và am hiểu về những điều mình nói và ông luôn khéo léo truyền tải nó đến với khán giả. Tiếp theo phải kể đến là Peter Olis, vai trò nhà phân tích, kiến thức B, giải trí A+. Peter Olis được tôn vinh trong World Golf Tour of Fame vào năm 2012 vì những gì mà ông đã cống hiến về golf. Olis hấp dẫn người nghe ở giọng chậm rãi và nổi tiếng ở tài hùng biện và đọc diễn biến trận đấu. Vị trí thứ tư là Johnny Miller, vai trò nhà phân tích, kiến thức B+, giải trí B+. Nhà cựu vô địch US Open luôn nói thẳng những gì ông thấy, nhưng đó cũng là điều thu hút sự chú ý của khán giả. Dù đôi lúc có nhiều người phản đối với phát ngôn đó. Gary Scott, vai trò bình luận viên trên tháp, kiến thức A, giải trí B. Nổi tiếng với câu nói Better Than Most, khi Tiger Woods thực hiện thành công cú putt, Gary Cook là một trong những bình luận viên xuất sắc nhất. Năm 2017, tập đoàn Osdo ra mắt sản phẩm cửa nhôm đồng bộ Topan, đánh dấu một bước tiến quan trọng, trở thành người tiên phong kiến tạo chuẩn mực trong ngành cửa nhôm Việt Nam. Cửa nhôm Topan được thiết kế đồng bộ và sản xuất bởi hệ thống đại lý ủy quyền, uy tín trên toàn quốc. Topan sở hữu độ bền đi cùng 5 tháng và khả năng kín nước, chống ồn vượt trội, giữ gìn không gian yên tĩnh, thư thái cho cả gia đình. Nhờ thiết kế hiện đại, có thể đáp ứng kích thước lớn, Topan giúp ngôi nhà bạn trở nên sang trọng, nổi bật, đắm chìm trong không gian sống giao hòa với thiên nhiên như những công trình biệt thự châu Âu. Topan, cửa nhôm đồng bộ, một sản phẩm cao cấp của Osdo, thương hiệu quốc gia, giải pháp cửa thông minh. Be energetic. Be inspired. Be focused. Be in motion. Be in harmony. Be together. Be uplifted. Be vibrant. The Zay. At Ping, we know custom fitting is the fastest way to lower scores. In the new G410 Plus driver, we're taking fitting and your tee shots even further. Movable weight technology creates custom CG locations, ensuring you the ball flight and forgiveness to hit more fairways. And that means freedom to swing with confidence. With a Forge flexible face, you'll enjoy speeds like never before. Get fit today for the G410 Plus and start driving faster. Ping, play your best. Ngày nay, nhắc đến Vinaconex là nói đến một thương hiệu mạnh của ngành xây dựng Việt Nam, mang trong mình niềm tin và hoài bão trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Vinaconex, 30 năm giữ mệnh tiền phong. Nhiều những cái giải gốc, những cái trận đấu gốc trên thế giới rồi, thì anh có những cái cảm nhận thế nào về các bình luận viên, về các giải gốc trên thế giới ạ? Tôi cũng đã được bình luận rất nhiều giải đấu như PGA Tour. Tôi đã có 3 năm liên tiếp bình luận cho K+ về các giải đấu thuộc hệ thống PGA Tour và Asian Tour. Và hiện tại thì tôi cũng đang bình luận European Tour ở bên truyền hình VTV Cup. Thì tôi có một điều nhận thấy là ở trên sân ấy, cái sự khác biệt của các giải gôn hàng đầu với chúng ta đó là gì, là ngoài những bình luận viên ngồi ở trong phòng bình luận
thì họ luôn luôn có những bình luận viên ở trên sân. Đối với các bình luận viên trên thế giới ấy, tôi nghĩ rằng là ở đâu cũng thế, mỗi một giải đấu họ đã có những bình luận viên đi theo giải đấu đó, đi theo các hệ thống giải đấu đó hàng cả mười mấy năm, hai mấy năm rồi. Họ có rất nhiều những cái thông tin, họ có rất nhiều sự gắn bó với từng gương mặt của các vận động viên ở trên đấy, và bản thân là các golfer đến với các giải thì cũng luôn luôn tỏ ra là cực kỳ thân quen với cả các bình luận viên, bởi vì họ xuất hiện quá nhiều, họ xuất hiện thường xuyên rồi, và họ và giữa họ có những cái sợi dây, không chỉ về mặt tình cảm đâu, không chỉ về mặt công việc đâu, mà nó còn là sự giao lưu mang tính chất là gì, là những người cùng hướng đến golf, gặp gỡ nhau và trao đổi với nhau. Chính vì vậy mà cái ở đây tôi có thể nói là ngoài cái nội dung của từng giải đấu ra, ngoài tính chất chuyên môn của từng giải đấu ra, thì họ còn đem trong đó rất nhiều những cái tình cảm của họ. Toàn là những cái hệ thống giải thi đấu golf nó là hàng đầu, các vận động viên hàng đầu, ngày nào bật lên cũng gặp những người đấy. Bên tennis cũng thế, bên bóng đá ngoại hạng cũng thế. Cho nên là mọi thứ nó đều chuyên nghiệp vậy. Chuyên nghiệp từ trong ra ngoài, từ lên từ xuống, không thiếu gì cả. Hay là một cái bộ phận bình luận, tôi nghĩ là nó là như thế thì không gì bàn cả. Tôi chỉ có nói là sau này chúng ta cũng sẽ làm được, có thể chất lượng bao nhiêu tôi không biết, những cái tính tương tác nó hoàn toàn có, nó chỉ là chi phí thôi. Còn những cái gì mà thế giới golf thế giới họ đang làm thì tôi nghĩ là cũng không gì phải bàn cãi nữa. Và cái tính cạnh tranh rồi cái tính và nghề lại đem lại cho quyền lợi, đem lại cho thu nhập, đem lại cái sự thăng tiến, thì họ lại bắt đầu thế hệ sau họ lại muốn làm sao đó là có khả năng khắc phục những cái người đi trước và lại làm tốt hơn. Có lẽ nó cũng giống như tất cả những người khác thôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ không còn gì nói nhiều nữa, là những cái người bình luận viên của các giải golf thế giới thì đã là một cái nghề thực sự. Và tôi nghĩ là chắc là cả ngày người ta cũng chỉ có ăn, nghĩ, làm, nghiên cứu và tìm hiểu cho cái công việc đấy. Các bình luận viên ở nước ngoài ấy, thì họ được đánh giá theo một cái khung về vai trò kiến thức, như là ở cái mức là A, A cộng B, C, hoặc là có cả cái mức độ giải trí nữa. Tức là có một cái chuẩn rất là rõ ràng để đánh giá bình luận viên golf. Còn ở bình luận viên golf Việt Nam ạ, hiện nay đang được đánh giá như thế nào? Có một cái khung hoặc là một cái tiêu chuẩn như thế nào không ạ? Thực ra là đối với cái nghề bình luận viên này ấy, thì nếu mà không yêu, tôi đã nói rồi, nếu không yêu, không thích, không ham thì không có hứng thú để làm. Mà không có hứng thú thì đương nhiên anh sẽ không thể bình luận được với thời gian dài, đúng không ạ? Rõ ràng là ở Việt Nam mình chả có một cái tiêu chí nào để đưa ra là đánh giá bình luận viên này tốt hay xấu. Nó là nghề làm dâu trăm họ thì mỗi người một ý khác nhau. Chúng ta nghe, chúng ta tiếp thu, chúng ta tiếp nhận để làm sao? Để chúng ta đưa ra được những cái sự điều chỉnh cho những cái lần bình luận sắp tới để làm sao mà tốt hơn, phục vụ số đông. Nói đây là phục vụ số đông khán giả. Đấy, còn tất nhiên là chúng ta có thể theo dõi rồi các cái buổi tường thuật trực tiếp, đúng không? Có rất nhiều comment, ý kiến ở dưới là bình luận viên làm rất tốt. Thì ví dụ như thế thì đấy là những cái mà chúng tôi cảm thấy thực sự là vui, thực sự là hạnh phúc. Bởi vì sao? Bởi vì ít nhất là mình cũng đã đem đến phần nào đó, mình đem đến cho cái chương trình đó nó hay hơn, nó hấp dẫn hơn đối với những người xem. Và chúng tôi cũng không bao giờ bỏ qua tất cả những ý kiến mà họ phản hồi, họ nhận xét, họ góp ý cho mình, bởi vì đó là những cái điều thực sự là rất tốt cho cái công việc của chúng tôi ở các trận đấu, ở các giải đấu tiếp theo. Cái việc đưa ra đánh giá cũng là cần thiết thôi, nhưng mà cái ứng xử với cái kết quả đánh giá là một vấn đề quan trọng. Thực ra ở những thế giới chuyên nghiệp và những thế giới văn minh ấy, thì mọi thứ người ta đều có thích thú cho việc xếp hạng, và xếp hạng chỉ là xếp hạng thôi. Chẳng hạn ngay trong golf này thôi, thì chẳng hạn như là sân golf những năm nào cũng bình luận là sân golf nhất nhì ba bốn, thế rồi các thầy giáo dạy golf cũng thế, cũng có ranking hẳn hoi. Thế rồi đến bình luận viên thì có lẽ là cũng như thế. Nhưng mà tất cả những cái đấy người ta có một cái sự phân hạng ở chừng mực nào đó, mang tính chất là phân hạng thôi. Tôi nói ví dụ sang bóng đá tí vì nó không có nhiều ví dụ ở trong golf Việt Nam này. Tạ Biên Cương khác, rồi Quang Huy khác, rồi Long Vũ khác. Tôi nói thật là mỗi người có một cái thứ vui thì họ cũng có những cái người thích thú cái cách tường thuật của họ. Chẳng như tôi là tôi thích Long Vũ chẳng hạn. Thì không bàn cãi vì tôi thích cái khả năng là ứng biến như thế hoặc là hài hước như thế. Thì ai cũng sẽ có như thế và không ai hoàn hảo được. Thì nó mới xuất hiện là rồi một ngày nào đó có một người vô địch của vô địch là hoàn hảo, là vừa có giọng nói này, vừa có kiến thức này, vừa có thu phục, thì đấy lúc đó là xuất sắc. Thế còn thì mỗi một người nó cũng sẽ có những cái như thế, và chúng ta cũng nên để thế cho nó tăng cái tính đa dạng. Thế cho nên tôi nghĩ là cái việc xếp hạng đấy có lẽ là cũng chỉ là đơn giản là xếp hạng như thế thôi. Nhưng mà xếp hạng như vừa rồi như mà bạn Trang nói có lẽ nó mang nặng tính nghề nghiệp hơn. Thế chứ cũng không phải là cao thấp theo bình luận viên này thì là thế này thế kia. Bởi vì bình luận viên là nó đem đến một cái thứ là
là cái dù sao là cái tính cái tôi của một cái bình luận viên để thổi hồn một cái trận đấu nó cũng khác nhau rất nhiều. Trong phần trò chuyện của chúng ta thì đã hai lần tôi để ý thấy rằng là anh Chiến đã nhắc đến tính hài hước của bình luận viên. Điều này có ý nghĩa vai trò như thế nào trong mỗi trận đấu? Thực ra nói là thể thao văn hóa thì mọi người nói là bản chất của nó là thể thao là vui chơi, là thư giãn, là giải trí. Mà tôi nói thật là kể ngay cả những giải gôn chuyên nghiệp cũng như vậy, chúng ta sẽ xem những đoạn bình luận mà khi mà một vận động viên chuyên nghiệp đánh quả bóng không tốt chẳng đánh hỏng, đánh 4 5 cú cát liền hoặc là đánh bóng bị xịt cái gì đó thì các bình luận viên là cũng tỏ ra những cái thứ là trêu đùa nhau và mang tính chất là đùa cợt. Nhưng mà tựu chung lại đó là một sự đáng yêu, tựu chung lại là sự trân trọng, chứ không là đều đùa cợt là theo ý là dèm pha. Và điều đó là tôi nghĩ là nó là cảm xúc con người thôi, đừng có làm cái gì nó quá là xa lông trong tất cả mọi việc, mà thể thao hay cứ để trải lòng. Em Minh ạ, em có ý kiến gì về cái câu chuyện sự vui vẻ tính hài hước trong? Tôi nghĩ là với những cuộc bình luận với thời lượng dài như thế thì đó là một điều không thể thiếu được, và đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta thì đang bình luận đến những giải đấu phong trào. Thì cái việc mà đưa cái sự hài hước vào trong cuộc bình luận ấy, nó sẽ làm giảm cái sự căng thẳng cho bình luận viên là một, và cũng làm sao để cho người xem người ta cũng cảm thấy nó có một sự vui vẻ, một sự gần gũi với phong trào thật sự. Còn đối với các giải chuyên nghiệp ấy, thì tôi đã nhiều lần tôi chứng kiến là các bình luận viên còn cười ngặt nghẽo với nhau, đưa ra những cái bình bán, và thậm chí là cả bình luận viên ngoài hiện trường cơ, còn không nhịn được cười mà sau các lần đánh đấy. Và đến lúc mà xong anh ra anh phỏng vấn trực tiếp cái golfer đó ở hố tiếp theo thì bản thân khi mà nhắc lại cái tình huống đó anh cũng còn bật cười trong lúc anh đặt câu hỏi. Thì những cái hoàn toàn đấy nó là cảm xúc hoàn toàn bình thường thôi. Trước khi kết thúc chuyện gốc ngày hôm nay thì hai anh có điều gì muốn nói về nghề bình luận viên cũng như những đóng góp cho sự phát triển của nghề này trong tương lai không? Có lẽ là câu hỏi này thì tôi nhờ anh Chiến nói trước. Thực ra thì thế này, về cá nhân tôi đấy, thì mãi mãi nó là một trong những cái một cái công việc nếu có cơ hội thì nó là cứ yêu thích và nó vẫn là nghiệp dư thôi, bởi vì nó là nếu mà có chuyên nghiệp hóa nó phải bắt đầu từ một cái giai đoạn nào đó. Cho nên mình cũng không có ý là phải cố gắng gò hoặc là phải làm cái gì ấy. Tôi sẽ cố gắng để cho nó tự nhiên và thoải mái nhất. Cho nên nếu mà có dịp thì cái data ngày càng dày lên, và nếu mà mình được thường xuyên coi như là thử sức thì cái nhịp điệu và cái tự tin với cái khả năng bật của mình ấy. Tôi biết nhược điểm của tôi là gì vì tôi không thuộc về nghề này. Nếu thuộc thì tôi đã chọn từ rất lâu rồi. Như ngược lại khi mà không phải là chuyên nghiệp thì mình lại có một cái thứ là nó rất là nhiệt tình và rất là vui. Cứ nhìn lại những cái cảnh như vừa rồi thì nếu mà thuần túy mà để đi làm công việc đấy theo cái nghĩa là công việc của công ty thôi là tôi không làm nổi. Tôi là người không chịu được những cái áp lực như thế. Nhưng mà để thoải mái thì lại làm với một sự nhiệt tình và mẫn cán mà kỹ càng một cái khủng khiếp luôn. Và thậm chí chả có một lời nào của ai phải nhắc mình về thế nào cả, như từng ly tí. Và chúng ta sẽ rất ngạc nhiên là có những người sẽ có khả năng coi như là ăn học về lĩnh vực này, tìm hiểu và kết hợp với năng khiếu nữa. Và chúng ta sẽ tìm thấy được những vận động viên bình luận golf thực sự chúng ta đã như từng nghe ở những cái môn phát triển như bóng đá của Việt Nam này, rất là hay. Còn đối với tôi thì bình luận với golf đối với tôi cho đến thời điểm này cũng có một thời gian tương đối dài rồi. Và rõ ràng là tự bản thân tôi cũng thấy là mình cũng có tiến bộ lên rất nhiều. Từ những ngày đầu tiên, nói thật là từ những ngày đầu tiên thì ngay cả chuyện là cú quả, những thứ ở từng cú đánh hay là những cái thuật ngữ về golf nó còn chưa biết cơ. Bởi vì lúc đấy thì golf nó cũng mới quay trở lại Việt Nam thôi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì thực ra là có rất nhiều thay đổi. Và cái mong muốn của tôi ấy, tôi có vài cái mong muốn về nghề. Cái số lượng bình luận viên golf ở Việt Nam nó sẽ tăng lên nhiều hơn nữa. Khi mà có nhiều người ấy, thì cái sự giao lưu, sự chia sẻ nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái thứ hai ấy, là tôi cũng rất mong muốn là với mỗi một giải đấu mà được tường thuật trực tiếp, mà khi các bình luận viên bình luận ấy, thì các golfer ở tại sân cũng tôi biết là rất nhiều golfer họ đi xem bạn mình đánh, họ vẫn cứ bật điện thoại lên để họ xem live nữa cơ, bởi vì họ có thể xem live ở các hồ khác được đấy, và nghe bình luận viên nói gì. Thì tôi cũng mong là gì, là bởi vì bình luận golf trong nước nó không có quá nhiều thông tin, thì tôi cũng mong là các golfer hay thậm chí là những khán giả, những người bạn bè của những người đang chơi ở giải đấu đó
Và khi mà xem được thì hoàn toàn có thể là nhắn hỗ trợ chúng tôi về mặt thông tin về cái việc tường thuật trực tiếp. Nó đang phát triển và chúng ta cũng thấy là hiện tại thì thứ nhất là các giải đấu được tường thuật trực tiếp nó cũng nhiều hơn. Và cái nhu cầu của các giải đấu để tường thuật trực tiếp nó cũng nhiều hơn. Thì kéo theo đó là gì? Là bình luận viên phục vụ. Thì chúng tôi cũng mong muốn là mọi người nhìn nhận cái công việc của chúng tôi là một công việc phục vụ và nó cũng đầy khó khăn chứ không phải dễ dàng gì. Để mà có nhiều người hơn nữa phục vụ cho công tác bình luận, bởi bình luận thời gian rất dài, thì cái thù lao như anh Chiến nói là cái chi phí, cái thù lao để họ làm sao họ cảm thấy yêu nghề cũng giống như bình luận bóng đá thôi. Thực ra ở đâu cũng thế, vị trí quay phim một trận bóng đá. Tại vì sao ở trên thế giới một trận bóng đá có tới 32 máy quay thì không phải là vị trí quay phim nào người ta cũng được nhận thù lao như nhau, mà ở những cái vị trí góc máy chính họ có thể cao gấp hàng chục, hàng trăm lần so với những vị trí máy phụ chẳng hạn. Như thế thì đó là cái điều mà chúng tôi mong muốn là khi mà anh đã hướng về một nghề nào đó thì anh phải sống được bằng nghề. Vâng, xin cảm ơn hai anh về buổi trò chuyện rất là thú vị về nghề bình luận viên và chúc cho hai anh sẽ có thêm thật nhiều niềm vui với công việc của mình. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo. We'll be right back.